Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023, sáng ngày 20 tháng 5, tại khu du lịch sinh thái Thác Mà Hào, bản Năng Cát, huyện Lang Chánh đã tổ chức khai mạc hội thi trưng bày giới thiệu sản phẩm và ẩm thực truyền thống tại lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, đại diện các doanh nghiệp, các xã thị trấn trên địa bàn, cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc trong huyện và du khách gần xa. Hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm dân tộc và ẩm thực là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023. Khai mạc gian hàng truyền thống sẽ là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, vẻ đẹp của mảnh đất, con người Lang Chánh, tạo cơ hội để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong huyện giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu. Qua đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Lang Chánh. Tại buổi lễ, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự các hoạt động trưng bày gian hàng và thi ẩm thực dân tộc. Ngay sau buổi lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo huyện, các vị đại biểu, đông đảo người dân và du khách đã cùng tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch, thưởng thức ẩm thực truyền thống dân tộc, đa dạng, phong phú, đậm đà hương vị núi rừng Lang Chánh. Hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm dân tộc và ẩm thực tại lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023 có 15 gian hàng của các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, doanh nghiệp trong huyện. Các gian hàng được trưng bày với gần 300 sản phẩm là các sản vật, nông sản từ lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc, các địa phương trong huyện, cùng với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc trưng của địa phương như măng khô, măng chua, đồ đan lát thủ công, mâm mây, chõ đổ xôi, gión, bế, hàng dược liệu, hoa chuối rừng, mật ong, đũa tre, cùng nhiều mặt hàng khác. Cũng trong dịp này, các gian hàng truyền thống đã tổ chức thi các món ăn truyền thống được trình bày đẹp mắt, hấp dẫn, tạo cho du khách một không gian trải nghiệm, tìm hiểu về các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc huyện Lang Chánh.